Chào các bạn, chào các bạn đại trang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ học cách làm ra một cái con robot nói chuyện cho Slack phần 3 nha. Thì phần trước ấy thì chúng ta đã làm cho nó ấy, là lúc mà ghi chữ xin chào là mình thêm mấy cái dấu than, dấu hỏi hay là dấu cách hay là dấu chấm. Chào bạn. Là nó sẽ tự xử lý mấy cái dấu đó, xóa bỏ mấy cái dấu đó, xong rồi đỡ xem mày ấy cho nó giống y hệt như là cái phần tử trong cái danh sách nhận biết cái câu của nó giống hợp giống giống trùng hợp nên nó sẽ được đấy. Xin chào, đỡ một đống dấu chấm đi, đợi một đống dấu chấm than, đợi một đống dấu chấm hỏi. Chào bạn. Thì nó vẫn nó tự xử lý bỏ hết mấy cái dấu đó, xong rồi gửi chào bạn để cho nó hiểu ấy. Giờ hôm nay chúng ta sẽ phần ba ấy, phần ba đây ấy, chúng ta sẽ làm sao ấy cho nó tính toán được. Là đây, giờ mình hỏi nó sẽ tính toán được nha. Ask nè, podcast robot nói. Mình đỡ đây, giờ mình qua cái đối tượng phần hỏi ấy, mình đỡ thêm mày nếu còn không thì, rồi mình bật tiếng Việt nha. Đây, đây nó hỏi về đời à, lúc mình đặt inbox anh trả lời đúng không? Mình đỡ thêm cái nếu đây vô phép tin robot nói ấy. Cái phép tin robot nói thì đỡ vào nếu không thì, còn cái nếu đây ấy thì chúng ta sẽ đỡ là nếu mà đây. Nếu mà cái phần input ấy, input này à, nó bằng tính toán thì nó sẽ phát. Hoặc là chúng ta có thể làm theo cách này. Cách này còn chắc ăn hơn nữa. Là cái phần đối tượng robot, phần xử lý đây à. Khi nhận được robot nói thì nó làm đúng không? Nó sẽ chạy hết cái phần xử lý đây à. Giống như chúng ta, nếu chúng ta ghi chữ tính toán thì nó sẽ tính toán. Nhưng mà lỡ chúng ta thêm những cái dấu than, dấu hỏi vậy mà chúng ta đặt ở phần hỏi mà nó chưa có chạy cái phần xử lý bỏ mấy cái dấu đó ấy, thì nó sẽ không có hiểu đấy. Nên là chúng ta sẽ lập trình ở bên robot phần xử lý à, chúng ta đỡ một cái lệnh đây, mình đỡ ấy. Nếu mà rồi nha, đây nếu còn không thì, nếu không thì đây nếu à, nếu mà ấy cái phần input đây, đây cái phần input sau khi mà nó để xử lý bỏ mấy cái dấu ấy mà nó bằng tính toán thì hay nó sẽ phát ra một cái tin nhắn nữa, là tin nhắn nào ta, đây phát là cái tin nhắn là đây tính toán, tin nhắn thông báo tính toán đợi vô. Và khi mà về chúng ta cho nó dừng lại, thêm khối lệnh dừng lại cái lệnh này, dừng lại kịch bản này. Rồi khi về nhận được cái thông báo robot, thông báo tính toán đây à, thì nó sẽ hỏi ấy là khi nhận được cái tính toán này đúng không, nó sẽ hỏi là coi hãy nhập giá trị một, hãy nhập giá trị một, hay nhập giá trị một ấy. Là chúng ta sẽ cái tính toán này đó chỉ đơn giản thôi, là hãy nhập giá trị 2, là chúng ta chỉ nhập hai cái giá trị xong rồi chọn cái phép tính toán rồi tính hai cái số đó, rồi đây đáp án như vậy. Nè, hãy nhập phép tính vào à. Đấy,
và nhập phép tính vào. Rồi, rồi ta trả lời biến á, là giá trị 1, giá trị 2. Rồi, giờ chúng ta đặt giá trị 1 đấy là sau sau khi mà mình đặt câu hỏi cái mẹ hỏi thì nhập giá trị 1 về đời ấy. Chúng ta sẽ đặt giá trị 1 thành câu trả lời đó. Còn cái câu giá trị 2 ấy, đợi vô sau khi về bạn sau khi cái lệnh hỏi thì nhập giá trị 2 về đời. Nó chạy xong. Là đặt giá trị 2 cũng là trả lời. Còn hãy nhập phép tính vào vậy. Ta đợi. Giờ chúng ta sẽ đặt cái đây nha. Không, chúng ta sẽ khỏi cần tạo ra cái biến tập nha, cái biến kết vẽ. Chúng ta chỉ cần đợi là nếu cô không thì, nếu cô không thì, nếu cô không thì. Cái này là cái phép tính nó giống như cộng trừ nhân chia. Nếu nó là thành cộng, nếu nó thành trừ, nếu nó thành nhân, hay là nếu nó thành chia kiểu vậy. Đây. Giờ nếu ai cái câu trả lời vậy nó bằng nào, đây nếu mà cái câu trả lời đây à nó bằng dấu cộng vậy nó sẽ tính hai cái giá trị là cái input đấy, input nó bằng dấu cộng mà input là bằng giá trị 1. Đây giá trị 1 và giá trị 1 cộng cho giá trị 2 được cộng vô. Dạ, biến giá trị 1 cộng cho biến giá trị 2. Rồi, sau nó phát lên tin nhắn. Đấy, kiểu vậy. Rồi. Rồi còn nếu mà trả lời nó bằng cộng, còn không thì nếu mà nó trả lời nó bằng cộng thì nó bằng nhân. Trừ à. Trừ là nhân, còn cái nếu không thì bạn các bạn còn các đợi nếu thì các bạn cũng biết là nó có phép tính cơ bản là cộng trừ nhân chia, thì cái nếu không thì cuối cùng này ấy, nó sẽ là chia. Thì đây nếu trả lời bằng trừ rồi vậy chúng ta sẽ đặt input thành giá trị 1 trừ cho giá trị 2. Rồi rồi còn nếu mà trả lời nó bằng nhân ấy thì nó là nhân đơn giản vậy thôi. Còn cuối cùng nếu nó bằng gì ta bằng chia thì nó là chia. Ok đấy, coi đợi mình nha, đầu ta chia đây, đợi nó vô bỏ đây rồi xong đấy vậy đúng không, đợi lên trên đi đấy. Giờ chúng ta sẽ đợi thêm cái này là cho nó hỏi một cái nữa, cho nó hỏi nữa, hỏi một cái nữa nha, hỏi sau khi mà nó tính toán là có vậy ta, bạn có muốn làm tròn kết vẽ không? Đấy thì chúng ta thì nó có hay không thì chúng ta được cái nếu cũng không thì nếu ấy đây nếu ấy cái đáp án ấy, cái câu trả lời ấy nó bằng không. Ô chết. Đây câu trả lời đây. Đây câu trả lời nó bằng là có hoặc là không. Còn nếu không thì chúng ta đợi nếu, còn không thì thôi chúng ta đợi nếu thôi. Giờ nếu là người ta cũng không cho có hoặc là không, mà nó chạy nếu không thôi thì xem người ta hiểu đúng không? Nên là nếu có vậy chúng ta đặt cái giá trị
Alo, đặt cái biến invert thành đây làm tròn thành làm tròn invert đấy, cái này nó sẽ làm tròn dùng mà, còn nếu không ấy dễ thâu. Nếu chạy là có thì đợi, rồi chúng ta đợi nó vô nhíu không khỏi cần, nếu không thôi rồi ấy sao chuẩn bị nó đưa lại đáp án, nhưng mà ở trên này vậy chúng ta đợi vô cái nếu đây luôn nha, nếu vô trong cái nếu không thôi vậy. Giờ mình nghĩ chúng ta nên đợi vô lại, bởi nếu mà nó cũng không phải là chia nhân trừ hay cộng mà nó chạy cái chia ấy thì nó sẽ bị giờ làm vậy rồi đúng không. Rồi ok vậy đúng không. Rồi hôm nay sẽ được cái điếu nặng câu đây, cái mà tìm cái trung hợp ấy đổi đây ơi. Là phép tin tính toán, còn nếu không thì phép tin nhắn gì ta tèo tin nhắn mới là à thì ra nhà ra phân coi nhận câu là lúc đó nó sẽ xem thử cái câu đó nó có hiểu không. Là khi mà nhận được cái thông báo nhận câu à đấy, đợi vô đợi cái lệnh lúc nãy mới nó tháo ra được. Vậy cái này đặt invert hành tròn invert đúng không, cuối cùng chúng ta đặt cái này cuối cùng chúng ta chỉ cần đặt là nói đáp án đâu ta đây, nói cái invert lại rồi chúng ta phát tin nhắn phản hồi lại phần hỏi đây à. Chúng ta khỏi cần bật khi nhắn về lấy cơ màu xanh, giờ chúng ta khỏi cần đợi cho nó vô liên tục nữa, chúng ta chỉ có tạo thêm một cái thông báo nữa là thông báo hỏi, là khi nhận được thông báo hỏi nó sẽ chạy đây, còn đây chạy rồi đúng không, nó nói invert đâu nó chỉ phép tin hỏi. Còn phần này cũng vậy, phần mày nhận câu này nó cũng cuối cùng nó cũng phép tin hỏi để cho nó hỏi ra, và chúng ta đợi thêm cái khối lệnh khi nhắn về lá cờ màu xanh nó sẽ phép tin hỏi, do nó làm cái tin phép tin hỏi đâu, nó làm cái thông báo hỏi đâu, nhưng mà chúng ta chưa cái thông báo cái phép tin hỏi đó nên là nó không có chạy. Dạ, xin chào. Chào bạn. Giờ nhà tính toán. Hãy nhập giá trị nha. Cho chúng ta. Giờ chúng ta tách hết mấy cái inbox này đây. Mình đợi đi về cái này thôi. Giá trị 1 là 10. Là giá trị 1 nó đạt là 10 rồi, đúng không? Giờ 5. Ở chích. Đầu không. Đợi, đợi nha. Tính toán. Rồi, giờ hãy nhập giá trị 1 là 20 đi. Giờ mình nhập giá trị thứ 2 là 10. Vậy là giá trị thứ nhất là 20 và giá trị thứ 2 là 10. Thì chúng ta đặt cho nó là cộng. Thì 20 cộng cho 10 là bằng 30. Cầm lại à. Bạn có muốn làm trò kết vẽ không? Không. Bởi vì nó là số nghiêng. Nó chỉ ghi 30. Kết vẽ nó là vậy. Là ok. Sau nha. Đấy, đáp án chỉ là 30. Rồi. Giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì hôm nay chúng ta lại xem xong cái phần tính toán luôn nha. Thì giờ vậy thì giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Giờ các bạn nhớ subscribe và like kênh mình để mà mình làm thêm nhiều video tiếp nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye.